đừng bỏ em một mình, là tiếng kêu thảm khốc trong giấc mơ. Đừng bỏ em một mình, là tiếng gọi bi thương não nuột khi cuộc đời là vùng sa mạc cô đơn và tình yêu là trường điểm lớn lạnh lùng. Nhà văn nữ Triệu Thị Dạ Thọ đã mượn ý thơ của Minh Đức Hoài Hưng, được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành ca khúc, để khơi dậy một hình ảnh bi thương hay lời trăn trối cuối cùng của một người yêu dành cho một người tình. Một mối tình tinh khiết và cao thượng chấm dứt khi có một người vĩnh viễn ra đi. Quý thính giả đã ngậm ngùi thưởng thức Đừng Bỏ Em Một Mình của nhạc sĩ Phạm Duy. Cây cổ thụ của làng âm nhạc Việt Nam sẽ không khỏi thoát ta qua cách diễn đọc sống thật của Thi Lan và Thanh Toàn. Hãy dành một chút xúc động, một giọt nước mắt để chia sẻ một nỗi niềm riêng trong cái chung. Không có gì đau đớn hơn sinh ly tử biệt. Khi bà Chúa cùng Phượng Dĩ tìm được một chỗ ngồi trong phòng trà, thì cô ca sĩ cũng vừa chấm dứt bài hát. Tiếng siêu cầm đệm dòng nhạc cuối cùng lả lơi thánh thoát. Những ngón tay người nhạc sĩ chạy lướt trên phím đàn. Âm thanh trầm bổng, trong vắt như tiếng suối, nhỏ dần rồi chấm dứt. Tiếng vỗ tay nổi lên như pháo sang, khói thuốc mịt mù như sương mờ dâng kín những ngọn đèn mờ. Phượng Chỉ âm ngực ho lên dài tiếng. Bà chú ngồi bên trước nhẹ lưng nàng. Thấy chưa, chú đã bảo cho con rồi, chỗ này không khí ô nhiễm lắm, thiếu gì chỗ vui hơn để con giải trí mà phải vào đây. Phượng Chỉ xua tay. Không sao đâu, chú mặc kệ con đi, có sao phải vào đây một lần cho biết, kiểu mai mốt. Phượng Chỉ bỏ lửng câu nói, sắc mặt buồn buồn. Bà chú nhìn nàng tội nghiệp. Trên sân khấu, tiếng nói của người phướng ông Kiên vang lên. Thưa quý vị, chúng tôi xin hân hạnh được giới thiệu một tiết mục đặc sắc của đêm nay. Đó là tiếng kèn saxo độc đáo của nhạc sĩ Dương Cầm Duy Phong. Và thưa quý vị, đây Duy Phong. Tiếng chỗ tai nhiệt liệt lại nổi lên. Người nhạc sĩ trẻ bên Dương Cầm ruộng đứng lên. Anh với tay lấy đôi nạng gỗ chống đi lên bục sân khấu. Ánh đèn bật sáng hơn. Người tướng công viên đưa cho Duy Phong chiếc kèn sáng loáng, rồi giới thiệu tiếp. Thưa quý vị, nhạc sĩ Duy Phong trước kia đã từng là một chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thuộc sư đoàn 7 bộ binh. Anh đã hy sinh đôi chân của mình trong trận chiến. Giờ đây anh đã giã từ đời chiến binh để trở về phục vụ nghệ thuật. Hiện nay anh đang phụ trách một lớp dạy đàn dương cầm. Đêm nay nhạc sĩ Duy Phong xin đọc tấu nhạc phẩm Đừng Bỏ Em Một Mình. Duy Phong nghiêng mình chào khán giả trong tiếng hoan hô vang dậy. Anh đưa kèn lên miệng lấy hơi. Đèn sân khấu mờ dần, chỉ còn lại một vầng sáng nhỏ tròn như mặt trăng rọi trên gương mặt phong sương của người nhạc sĩ. Chiếc kèn bạc sáng loáng lấp lánh phản chiếu ánh đèn màu. Khán giả im lặng. Duy Phong bắt đầu thổi. Âm thanh thoát ra thật trầm, rồi từ từ cao chút lên. Tiếng kẹt rai rứt, tức tưởi như tiếng lòng phiền muộn, như tiếng nức nở khóc than của một người con gái đang nằm dưới mộ sâu lạnh lẽo. Tiếng kèn trùng xuống, rồi bay dục vào không gian vô tận. Người nhạc sĩ nhắm mắt, những ngón tay uyển chuyển bấm kim nốt kèn. Làn hơi phong phú, có lúc cuồn cuộn như sóng bão, dồn dập như tiếng bánh xích sắt của đoàn chỉ hoa tiến ra mặt trận. Có lúc âm thanh chợt êm ả, mơ hồ như tiếng sáo thiên thai. Phượng Dĩ chăm chú nhìn lên sân khấu. Người nhạc sĩ đang đưa hồn mình về giới dĩ dãng. Tiếng kèn rút lên từng hồi như tiếng nức nghẹn ngào, phản xuất nên đắng cay của một cuộc tình gian dở. Tiếng kèn buồn rã rượi,
buồn như tâm trạng nào bây giờ. Bên cạnh, bà Vũ cũng đang im lặng lắng nghe. Phượng Dĩ khều tai bà nói nhỏ. Chú, cái gì đó con? Lát nữa chú mời ông ấy lại bàn mình, cho con nói chuyện một chút có được không? Bà Vũ quay lại. Bộ con muốn ngồi đây lâu nữa sao? Vũ nghĩ không khí trong này không có thích hợp với sức khỏe của con đâu con à. Dạ, thì ban đầu con cũng tính vào đây một lát, để xem phong cảnh phòng trà ra sao. Nhưng bây giờ, con muốn nói chuyện với ông nhạc sĩ ấy. Bà chú nhìn gương mặt xanh xao của Phượng Dĩ, ái ngại. Nếu không có chuyện gì cần thiết á, thì đừng nên mời họ nghe con. Không biết ông ta có thời giờ rảnh để ngồi nói chuyện với mình hay không hả? Phượng Dĩ khẩn khoản. Vô, chú chiều con một chút đi mà. Trên sân khấu, mãn kèn cũng vừa chấm dứt. Người nhạc sĩ cúi đầu chào trong tiếng chỗ tay của khán giả. Anh đưa kèn cho người phụ việc rồi chống đạn bước xuống sân khấu. Bà Vũ đứng lên đi về phía chàng. Hai người nói chuyện vài câu, rồi cũng trở về bàn. Tự nhiên, Phượng Dĩ cảm thấy hồi hộp. Người nhạc sĩ đã đến bên cạnh mà nàng chưa lấy lại được bình tĩnh. Duy Phong mỉm cười, gật đầu chào nàng. Xin lỗi, cô muốn gặp tôi. Phượng Dĩ vội đứng lên. Dân ạ, tôi muốn nói chuyện với ông một lát. Không biết ông có thời giờ không? Không sao, tôi sẵn mà. Rất là hân hạnh được tiếp chuyện với cô. Chẳng hay tôi có thể giúp được cho cô việc gì chăng? À dạ, mời ông ngồi đi. Vâng. Tôi cũng có học chuyên cầm tại nhà với một giáo sư người Pháp. Nhưng ông ấy đã trở về nước hơn cả tháng nay. Tôi đang muốn tìm một thầy dạy khác. Không biết là ông có thể vui lòng giúp tôi được không? Duy Phong suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Được. Nhưng mà tôi chỉ có thể dạy cô vào sáng chủ nhật mà thôi. Dạ. Vào giờ đó cô có thể học được chứ? Phượng Dĩ lấy trong ví ra một tấm giấy nhỏ, ghi vài chữ rồi trao cho Duy Phong. Đây là địa chỉ của tôi. Rất mong gặp ông vào chủ nhật tới. Vâng. Dạ chào ông. Chào cô. Đúng hẹn, Duy Phong tìm đến địa chỉ của Phượng Dĩ. Một ngôi biệt thự nguy nga nằm trên đường Duy Tân. Chàng được người làm mời chào một phòng khách thật sang trọng. Những vật dụng trang hoàng đều là những loại đắt tiền được nhập cảnh từ ngoại quốc. Lúc nhận lời dạy đàn cho Phượng Dĩ, Duy Phong cũng đã nghĩ nàng khá giả. Nhưng không ngờ sự giàu có của gia đình nàng là vượt xa sức tưởng tượng của chàng. Tự nhiên Duy Phong cảm thấy lạc lõng trong khung cảnh sang trọng này. Phượng Dĩ từ bên trong bước ra. Hôm nay nàng mặc một bộ đồ màu hồng nhạt có thêu hoa, dẫn đôi mắt buồn trên gương mặt nghiêm trang hiền dịu. Nàng chào Duy Phong. Cảm ơn anh đã đến đúng hẹn. Phượng Dĩ đã thay đổi cách xưng hô thân mật hơn. Nàng mời Duy Phong dùng trà. Duy Phong hỏi. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu học được chưa? Chưa rồi. Nếu anh có thời giờ, thì mình ngồi nói chuyện một lúc có được không? Vâng, được. Tùy Phượng Dĩ. Phượng Dĩ có vẻ hài lòng, nhưng mặt vẫn buồn. Nàng nói. Không ngờ một người lính chiến đấu như anh lại biết sử dụng nhiều nhạc cụ như vậy. Sau khi tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc, thì tôi vào lính. Từ khi bị thương giải ngũ cho đến nay, tôi trở lại sinh sống bằng cái nghề dạy đàn và trình diễn cho các phòng trà. Hèn gì, anh đàn nghe hay lắm. Cả lối trình diễn càng cũng đã lôi cuốn khán giả. Trong đó có cả Phượng Dĩ nữa đó. Chi Phong khiêm tốn. Phượng Dĩ quá khen đấy thôi. Chứ so với nhiều người khác thì tôi vẫn còn thua xa họ. Lúc mà mới bước chân vào đây, tôi đã tự hỏi là sao một nhạc sĩ vô danh tiểu tốt như tôi lại được mời tới đây để dạy đàn. Trong khi gia đình của Phượng Vĩ thì có thể tìm được một người thầy nổi tiếng hơn, xứng đáng hơn.
Thật ra, trước kia Phượng Dĩ chỉ thích nhạc Tây Phương thôi. Mà khi ông thầy của Phượng Dĩ về Pháp rồi, thì Phượng Dĩ đã tính là thôi không có học nữa. Nhưng từ khi nghe thấy anh trình diễn những bản nhạc Việt, lời nhạc thật đơn giản và dễ thương, đã làm cho Phượng Dĩ xúc động, nên mới có ý định mời em đến để chỉ dạy thêm cho. Ừ. Từ hôm đó, vào mỗi buổi sáng Chủ nhật, Duy Phong lại đến dạy đàn cho Phượng Dĩ. Nàng học rất tiến bộ. Người con gái tuổi đôi mươi ấy, gương mặt lúc nào cũng buồn bã u sầu. Chưa một lần Duy Phong thấy nàng cười. Không hiểu vì sức khỏe nàng yếu kém, hay bởi một chuyện lòng đau thương nào đó đã khiến người con gái mất đi những nét hồn nhiên tươi tắn. Nhưng có điều, Phượng Dĩ thích nói chuyện. Sau mỗi giờ học đàn, nàng cố giữ chàng lại chuyện trò. Nàng có vẻ như thích nghe về đời lính, thích tìm hiểu về cuộc sống của những người hùng một đời hiến thân cho tổ quốc. Đối với nàng, khung trời lửa đạn là cả một thế giới mới lạ. Nàng được Duy Phong dẫn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, như một đứa trẻ thơ nghe chuyện cổ tích. Phượng Dĩ buồn, tâm sự u uẩn nàng giữ kín trong lòng. Nàng thường yêu cầu Duy Phong thổi cho nàng nghe bản nhạc buồn hôm nào ở phòng trà. Phượng Dĩ chăm chú nghe, rồi nàng khóc, nước mắt chảy dài trên mặt. Tháng ngày trôi qua, người nhạc sĩ tật nguyền vẫn cuối tuần chúng nàng mang kèn đến ngôi biệt thự. Họ đã trở thành đôi bạn thân. Gia đình Phượng Dĩ cũng rất mến Duy Phong. Có những buổi tối được mời đến dùng cơm với gia đình nàng, Duy Phong đã tìm lại được không khí thân yêu của gia đình chàng ngày nào. Một mái nhà đầm ấm nhưng đã nát tan trong khói lửa hận thù. Cả nhà ăn uống vừa vẻ, Phượng Dĩ tiếp cho chàng hết món này đến món khác. Duy Phong quý mến ba của Phượng Dĩ, một thương gia giàu sang quyền thế nhưng tính tình đơn giản và bình dân. Ông không hề có sự so sánh giữa sĩ quan và lính, hay nông dân với bác sĩ, kỹ sư. Chính vì thế mà Duy Phong cũng tìm thấy được niềm an ủi. Chàng đã dành thật nhiều cảm tình cho Phượng Dĩ. Chàng tận tụy, thiết tha. Hình ảnh của người thiếu nữ nhu mì, hiền hậu đã in sâu trong tâm khảm. Có những cuối tuần Phượng Dĩ theo gia đình về quê thăm bà con. Nàng không học đàn. Những ngày ấy, Duy Phong nằm vẹt ở nhà suy nghĩ chẩn dơ, thương thương nhớ nhớ. Chàng không hiểu người con gái có đôi mắt buồn như mặt nước chiều thu ấy đã nghĩ gì về chàng. Những ưu ái, ân cần mà thường ngày nàng đã dành cho chàng, phải chăng được phát xuất từ lòng nàng, hay chỉ là những cử chỉ xã giao? Đôi khi Duy Phong muốn tìm hiểu từ đáy sâu của nỗi sầu thầm kín đó, có chăng một cuộc tình đổ chữa? Nhưng nghĩ lại thân phận của mình thì chàng lại thôi. Tìm hiểu để làm gì? Để hy vọng ư? Chàng và nàng vẫn gần nhau trong gan tức, mà sao chàng thấy xa vời vời. Ba Phượng Dĩ có một căn nhà nghỉ mát ở Vũng Tàu. Thỉnh thoảng Duy Phong cũng theo xa đấy chơi. Phượng Dĩ không tắm biển, nhưng nàng thích đi dạo với chàng dọc theo bờ cát trắng vào lúc bình minh để hứng gió. Gió biển lồng lộng, suối tóc dài tung bay trong nắng. Đôi mắt buồn nhìn về phía trời xa, bãi cát mịn chạy dài in những dấu chân xinh xinh bên cạnh những vết ngoằn ngoèo của đôi nạng gỗ. Phượng Dĩ tìm nhặt những chỗ ốc nhỏ, Duy Phong giúp nàng kết lại thành một sâu chuỗi. Buổi chiều, Phượng Dĩ rủ chàng ra ngồi trên ghềnh đá để ngắm bóng hoàng hôn. Những dải mây ngũ sắc rực rỡ trong những tia nắng cuối cùng. Mặt trời đỏ ối từ từ chìm sâu trong vùng biển bao la xanh biếc. Phượng Dĩ yên lặng. Màu chiều tím long lanh trong mắt, tích tụ thành giọt nước mắt trong vắt như pha lê.
Sao Phương Vĩ lại khóc? Đoàn hôn sắp tắt, buồn quá anh à. Phương Vĩ chẳng nghĩ đến thân phận mình, nên không cầm được nước mắt. Tôi nghĩ là sống trong một gia đình giàu sang, Phương Vĩ phải được hưởng một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc thì mới phải chứ. Phương Vĩ cúi đầu buồn bã. Phương Vĩ có tất cả, không thiếu một thứ gì. Có lẽ vì thế mà trời không cho Phương Vĩ một sức khỏe như bao nhiêu kẻ khác, mà bắt phải chịu đau ốm bệnh tật dày vò. Phải chứ, đó là một sự bất hạnh nhất của cuộc đời hả? Bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao Phương Vĩ buồn. Nhưng Phương Vĩ à? Dạ. Có mấy ai sống trên cõi đời này mà không có khổ đau đâu. Chẳng hạn như là tôi đi. Chưa nửa đời người mà đã trở thành tàn phế. Phương Vĩ đưa mắt nhìn chàng. Chắc anh cũng buồn lắm phải không? Buồn chứ. Nhất là giây phút đầu tiên khi tỉnh lại trên giường bệnh của Tổng Y viện Cộng Hòa. Khi thấy đôi chân của mình không còn nữa, tôi đã ngất xỉu. Những hôm sau đó, tôi đã sống trong trạng thái ngơ ngẩn, mơ hồ. Ngừng một giây, chàng tiếp. Mỗi hôm nào còn oai phong trong bộ chiến phục, dày đinh, mũ sắt, đôi chân ấy đã đưa tôi qua những đồi núi chập chùng, đạp cài gốc, lội bùn sình, xung phong trong những vùng tử địa. Vậy mà chúng ta lìa bỏ tôi. Phần máu thịt ấy có lẽ giờ đây đã trở thành cát bụi. Tôi vẫn phải sống, phải tiếp tục tranh đấu với chính bản thân mình, với buồn đau, với mặc cảm. Tôi không còn được cầm súng bắn xối xả vào kẻ thù, những kẻ đã đang tâm dày xéo quê hương. Tôi không được lao mình vào lửa đạn, giải thoát những trại giam để thấy lại được những chiến hữu gầy ốm, hom hen trong nỗi mừng rơi nước mắt. Chợt chạc run run, niềm xúc cảm đang dâng lên trong tâm hồn người lính trẻ. Tất cả những hào hùng ấy đã đi qua như là một chiếc chim bao. Bây giờ, trong hình hài của một thế nhân, tôi phải tự tìm cho mình một sự an ủi để có thể sống vui trên cái cõi đời này. Tôi nhìn quanh tôi và đã khám phá ra rằng mình còn may mắn hơn bao nhiêu người bạn khác. Bạn tôi có người đã mất cả tứ chi. Dạ. Có người không còn hàm để nhai, có kẻ thì bị mù cả đôi mắt. Có người thật tội nghiệp hơn nữa, chỉ còn lại một cái xác biết thở. Phương Chỉ cũng cảm động, nàng lấy khăn lau nước mắt. Thật không ngờ chuyện của các anh lại thương tâm đến như vậy. Phương Vĩ cũng nghe nói đến chiến tranh, nhưng có bao giờ được chứng kiến những khổ đau của những người đã vì nước mà hy sinh cuộc đời mình đó. Đời lính chiến là như vậy đó Phương Vĩ à. Dạ. Trời sinh ra lành lặn, nhưng lại tình nguyện tìm đến những bất hạnh cùng cực nhất của loài người. Bởi thế cho nên Phương Vĩ đừng có buồn nữa. Hãy chia sẻ với tôi những tâm sự buồn đau của Phương Vĩ đi. Vì tôi cũng là một kẻ có số phận không may trên cái cõi đời này. Phương Vĩ nhìn chàng cảm kích. Từ khi quen biết được anh, Phương Vĩ đã được an ủi thật nhiều. Anh đã kéo Phương Vĩ ra khỏi chiếc giỏ ốc phiền muộn để tìm thấy niềm vui cho đời sống. Anh chẳng những là một chiến sĩ mà còn là một nhà tâm lý học nữa đó. Buổi tối sau bữa ăn với gia đình xong, Phương Vĩ cùng Duy Phong đem ghế ra sân thượng ngồi. Duy Phong lấy kèn ra, chàng hỏi Phương Vĩ. Phương Vĩ nghe vài bản nhạc ngoại quốc nha. Thôi, anh hãy thổi cho em nghe lại bản, đừng bỏ em một mình đi. Duy Phong nhìn Phương Vĩ cười. Tại sao Phương Vĩ cứ thích nghe cái bản nhạc buồn đứt ruột ấy làm gì nhỉ? Vì em muốn nghe tâm sự của người con gái cô đơn, đang nằm dưới mồ sâu, khóc than cho kiếp người ngắn ngủi. Không biết lúc chính em nằm xuống, có bao nhiêu người đến khóc thương nơi mộ của mình. Nè, đừng có nghĩ nhảm mà. Phương Vĩ còn trẻ đẹp, còn tương lai, còn có hy vọng, đừng có bao giờ nhắc tới cái chuyện đó. Phương Vĩ ngã lưng vào nệm ghế, hai tay khoanh trước ngực, là đưa mắt nhìn lên nền trời đen thẫm.
Duy Phong, em hỏi thật nha. Nếu lỡ một mai em chết trước anh có khóc không? Duy Phong đưa mắt nhìn Phượng Chỉ, một câu hỏi lạ lùng khó hiểu, mang ý nghĩa bóng gió xa xôi, khiến cho chàng cảm thấy ngỡ ngàng. Mắt Duy Phong chớp mong. Dĩ nhiên là khóc chứ, anh khóc nhiều nữa là đằng khác. Vậy thì anh hãy thổi cho em nghe đi. Duy Phong đưa kèn lên thổi, tiếng nhạc buồn rai rứt, vút xoáy trong không gian, hòa tan trong tiếng sóng xa vọng lại rì rào. Hôm nay là ngày sinh nhật của Phượng Chỉ. Lúc Duy Phong mang quà tới, thì mọi người đã họp mặt đông đủ. Phượng Chỉ nổi bật trong chiếc áo dài gấm màu xanh da trời. Nàng đang chào hỏi quan khách. Bên cạnh nàng, một thanh niên bảnh trai đeo kính cận, chỉnh chạc trong bộ đồ áo phết màu xám tro đang phụ nàng tiếp khách. Thấy chàng vào, Phượng Chỉ chạy đến mừng rỡ. À, anh vào đây, để em giới thiệu ông thầy dạy đàn của em với mọi người nha. Chi Phân chống đàn bước theo nàng. Phần đông khách khứa đều thuộc hạng sang trọng. Duy Phong cảm thấy ngượng ngùng trước những cặp mắt nhìn chàng như soi mói. Đến người cuối cùng là gã thanh niên. Phượng Dĩ giới thiệu tên Duy Phong. Gã thanh niên lạnh lùng giơ tay bắt, rồi tự giới thiệu. Tôi là kỹ sư Hiền, từ Anh Quốc ghé về thăm nhà. Tôi có nghe người nhà nhắc tới anh. Tôi là hôn phu của Phượng Dĩ. Duy Phong chợt nghe tim mình đeo nhói. Phượng Dĩ đã có hôn phu, vì mà có bao giờ đàn cho chàng biết. Một cảm giác mất mát vừa dục bay ra khỏi buồn tim. Duy Phong cố giữ nét mặt bình thản. Vâng, anh hân hạnh được biết kỹ sư. Hiền nhếch mép cười chỉ tay ra chỗ ghế ngồi. Tiệc đã bắt đầu, thì mời anh ngồi nhé. Nói chuyện dứt câu, hắn vội kéo tay Phượng Dĩ. Này, tới giờ rồi, em nói vài lời khai mạc đi, kẻo mọi người chờ kìa. Phượng Dĩ bị lôi đi, nàng ngoái cổ lại nói với Duy Phong. Anh Phong cứ tự nhiên nha, lát nữa em trở lại. Dạ được. Duy Phong chúng nàng tìm ghế ngồi. Bước trên đất mà chàng có cảm tưởng như mình đang chơi chơi trên sóng nước. Phượng Dĩ đang đứng kia mà sao như xa xôi cách trở. Bữa tiệc vui nhộn ồn ào, sao lòng chàng lại lạnh lẽo cô đơn. Chưa tàn tiệc, Duy Phong đã đứng lên cáo từ. Phượng Dĩ níu lấy tay chàng. Anh kỳ lắm đó nghe, chưa chi đã đòi về rồi. Không, hôm nay tôi hơi nhức đầu, cho phép tôi về trước đi. Phượng Dĩ lo lắng. Chắc anh trúng gió rồi đó, hay là anh lên lầu nằm nghỉ một lát đi, để em lấy thuốc cho anh uống. Phượng Dĩ đừng có lo, tôi không có sao đâu. Phượng Dĩ tiễn chàng ra cổng. Duy Phong hỏi. Chủ nhật này, Phượng Dĩ có muốn học đàn nữa hay không? Nếu anh thật khỏe thì hãy đến, còn không thì anh cứ việc nghỉ ngơi. Duy Phong chìa tay ra. Chúc Phượng Dĩ vui vẻ nha. Dạ. Phượng Dĩ nắm lấy tay chàng, bàn tay ấm áp mềm mại khiến Duy Phong cảm thấy lòng xao xuyến pha lẫn nỗi đắng cay. Chủ nhật cuối tuần, Duy Phong không đến gặp Phượng Dĩ. Chàng đi lang thang ngoài phố mãi cho đến tối mới đến phòng trà trình diễn. Tới khuya chàng mới trở về căn gác trọ. Bà chủ nhà đưa cho chàng một túi trái cây và một mảnh giấy nhỏ. Duy Phong cầm lên đọc. Đến thăm anh nhưng không gặp. Khi nào khỏe thì nhớ đến dạy đàn cho em. Phượng Dĩ. Duy Phong hỏi bà chủ nhà. Là ai đưa cho? À, một cô rất trẻ đẹp, sẽ tìm cậu. Nhưng cậu đã đi khỏi, cô ấy nhờ tôi trao lại gói này cho cậu nè. Dường như còn có một ông nào nữa đeo mắt kính cận ngồi đợi ngoài xe. Cảm ơn bác. Duy Phong bước vào phòng. Chàng ngồi thừa trên ghế. Phượng Dĩ đến thăm chàng thật sao? Có lẽ nàng tưởng chàng đau nặng lắm. Chàng đã dối nàng và hèn nhát lẩn tránh sự thử thách trái ngang. Còn Phượng Dĩ chỉ là một cô gái yếu đuối, nhưng nàng lại có can đảm làm những gì nàng muốn. Nhìn căn phòng bừa bộn, nghèo nàn, Duy Phong thở dài buồn bã. Sáng chủ nhật,
Diệp Phong ra phố mua một cọc ô mai tam thảo đem tới nhà Phượng Chỉ và hứa cho biết là cùng với cha mẹ đi phố sắm đồ đạc. Diệp Phong đặt hộp ô mai lên chiếc đàn dương cầm, chàng nói: nhờ vú chuyển dùng cho Phượng Chỉ nha, hôm khác sẽ lại. Chàng vừa quay người bước ra cửa thì lúc ấy Hiền tới, trên tay ôm một gói to. Thấy Diệp Phong, Hiền hất hàm: chào nhạc sĩ. Hắn đưa gói đồ cho bà chú. Vũ à, đây là con gà và mấy vịt thuốc bắc, có cả sâm cao ly nữa. Tôi đã lựa thứ đắt tiền cho Phượng Vĩ đấy. Vũ đem hầm ngay đi nhá, nhớ canh lửa cẩn thận. Bà chú cầm gói thuốc xuống nhà sau. Duy Phong đã ra tới cửa, Hiền gọi giật lại: Này, anh Phong, đợi một chút, tôi có chuyện muốn nói ra anh. Duy Phong đứng lại. Hiền bước tới, móc trong túi áo vest ra một bao thư. Này nhá, đây là một số tiền mà tôi muốn tặng cho nhạc sĩ để thưởng công lao tận tụy mà anh đã dựng đàn cho Phượng Vĩ đấy. Nhưng mà kể từ hôm nay, anh không cần phải tới đây dạy tiếp tục nữa. Duy Phong ngạc nhiên. Như vậy có nghĩa là cô Phượng Vĩ không muốn tiếp tục học đàn nữa. Hiền so chay. Không phải vậy, nhưng đó là ý muốn của tôi. Anh cũng nên hiểu rằng chúng tôi đã hứa hôn với nhau mà. Tôi thì tôi lại ở xa xôi. Mấy ngày qua tôi đã thấy Phượng Vĩ có vẻ lưu tâm với anh nhiều, trong khi tôi thì lại không muốn nàng chia sẻ tình cảm với bất cứ một người đàn ông nào, dù cho đó chỉ là tình bạn hay là cái tình tình thầy trò gì đó. Điều này thú thật là làm cho tôi không yên tâm một chút nào. Chị không nói. Bây giờ thì tôi đã hiểu là tại sao từ lúc mới gặp nhau anh đã không ưa tôi. Nhưng anh đã lầm. Tôi và nàng không có gì hết. Tôi chỉ đến để làm tròn bổn phận của một người dạy đàn mướn mà thôi. Hiền nói. Đúng vậy. Thế nếu mà anh tự nhìn mình và đã biết là có cái sự hiện diện của tôi bên cuộc đời Phượng Vĩ, thì anh nên rút lui trước là hơn. Chi Phong cười nhịp. Không hiểu sao một con người lành lặn, giàu có và học thức như anh là sợ một người tàn phế nghèo nàn cướp bóc người yêu. Anh không tự tin với chính mình hay sao? Hiền im lặng. Duy Phong nói tiếp. Anh cứ yên tâm đi, tôi cũng có tự ái của tôi chứ. Tôi chỉ là một nhạc sĩ nghèo và sống bằng lời ca tiếng nhạc. Tôi chưa mê nổi chính bản thân của mình thì làm sao có thể đem lại một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc cho nàng được. Duy Phong nói xong quay người đi. Hiền bước theo đưa cho chàng chiếc bao thơ. Duy Phong lạnh lùng đẩy tay ra. Anh cất nó đi. Đã từ lâu tôi tới dạy đàn cho Phượng Vĩ, không phải vì tiền. Duy Phong đi ra cổng. Tiếng làn gỗ nặng nề khô khan vang vọng trong khoảng sân vắng ngắt. Từ hôm đó Duy Phong không còn trở lại nhà Phượng Vĩ nữa. Chàng bỏ Sài Gòn tìm về Vũng Tàu xin làm ở một phòng trà nhỏ của người bạn thân. Có những đêm chàng thả bộ qua ngôi nhà mát của gia đình Phượng Chỉ để tìm lại kỷ niệm êm đềm hôm nào. Nhìn ngôi nhà không đèn, cửa đóng kín mít, lòng chàng chợt dâng lên niềm thương nhớ vô bờ. 3 tháng trời lặng lẽ trôi qua, Duy Phong vẫn thui thủi một mình nơi thành phố buồn dưới biển xanh già, bờ cát mịn, dường như còn chưa dấn dấu chân người tình. Người nhạc sĩ vẫn đêm đêm đến phòng trà, rồi sau giờ trình diễn, lại lặng lẽ chúng đôi nạn gỗ lê bước trên con đường vắng dưới ánh đèn khuya hiu hắt để trở về căn phòng trọ. Một hôm sau khi trình tấu xong một bản nhạc, lúc bước chân ra về thì chàng nghe có người gọi tên mình. Cậu Phong. Cậu Phong. Duy Phong quay lại nhìn và mừng rỡ khi nhận ra bà Vũ. Nè, tại sao bà Vũ lại ở nơi này? Vậy còn Phượng Vĩ ở đâu? Bà chú nét mặt buồn rầu. Phượng Vĩ nhờ tôi đi tìm cậu từ mấy tháng nay. Dạ. Sao cậu bỏ đi mất biệt mà không nói cho nó một tiếng? Nó có làm cái gì cho cậu buồn đâu mà cậu lại đối xử với nó như vậy. Duy Phong thở dài. Cháu thật là có lỗi với Phượng Vĩ.
Nhưng mà xin Vũ hiểu cho, cháu không muốn vì cái sự hiện diện của mình mà làm đổ vỡ hạnh phúc của nàng. Cháu có biết đâu là sau khi cháu bỏ đi á, dạ, Phượng Dĩ đã biết được câu chuyện. Dạ. Nó và Hiền cãi giả dữ dội lắm. Cho đến ngày thằng Hiền trở ra ngoại quốc thì chúng nó vẫn còn giận với nhau. Duy Phong buồn bã. Cháu không ngờ là sự việc lại trở nên trầm trọng tới như vậy. Vũ à, chuyện gì vậy? Vũ à. Bà chú bỗng hòa lên khóc. Cậu Duy Phong ơi. Dạ. Bây giờ tình trạng lại còn nguy ngập hơn thế nữa. Chuyện gì? Phương Dĩ đã ngã bệnh nặng, không chị... biết còn sống được bao lâu nữa. Vũ nói cái gì vậy? Phương Vĩ, cô ấy vẫn khỏe mạnh mà. Bây giờ cũng chẳng cần giấu cháu làm cái gì nữa. Phương Vĩ bị bệnh tim rất hả? Nặng từ lúc nhỏ. Cách đây 4 năm, trái tim của nó bị hư hại hoàn toàn đó cậu. Người ta đã giải phẫu và tìm đủ mọi cách kéo dài sự sống cho nó. Nhưng các bác sĩ cho biết à, có giỏi lắm cũng chỉ chịu đựng thêm mấy năm nữa là cùng thôi. Trời ơi, tôi thế nào? Chuyện này gia đình đã giấu kín không cho nó biết. Nó được cưng chiều hết sức. Dạ. Yeah. Nó muốn đi đâu thì đi, chứ cũng phải đi theo để mà trông chừng nó. Cậu Phong biết không? Yeah. Mặc dù như vậy mà nó cũng vẫn buồn bã. Rồi từ khi gặp cậu đó, yeah, nó đã vui lên chút. Vâng. Ai nấy đều mừng. Nhưng không ngờ câu chuyện của cậu bỏ ra đi, dạ, đã khiến nó sụp động ngã bệnh nặng, vô phương cứu chữa. Dạ. Vũ à. Duy Phong chụp tới lên mạnh tay Vũ à. Vũ, tại sao bây giờ bà mới cho cháu biết là Phương Vĩ bị bệnh tim? Nếu như bà biết trước là người nào bất hạnh tới như vậy thì có lẽ là cháu đã dẹp tự ái của mình mà ở lại với an ủi nàng. Vũ à, thì bây giờ thì Phượng Vĩ như thế nào? Mạng sống của nó bây giờ như chỉ mình treo chuông. Lúc tỉnh lúc mê nó nhắc tên cậu hoài. Còn cậu thì biết tâm bị tức. Sáng nay vô ra lại đây kiếm cậu. Dạ. Cậu bái không ngờ mà trời xui khiến được gặp lại cậu đây. Vũ à, nếu như bây giờ được, nếu mà có đem xe lên đây cho cháu đi về với cháu, cháu phải gặp Phượng Vĩ, phải gặp nàng ngay, kẻo không có kịp nữa. Mau lên. Duy Phong đẩy cửa phòng bước vào. Tim chàng chợt thắt lại khi thấy người nhà của Phượng Vĩ đang vây quanh giường mình. Phượng Vĩ giờ đây chứ còn là cái xác khô gầy đét, hơi thở yếu ớt. Duy Phong không dám tin ở mắt mình. Mới ngày sinh nhật hôm nào, nàng còn thước tha duyên dáng trong chiếc áo dài màu xanh hy vọng. Mà bây giờ khuôn mặt lại tiều tụy hốc hác, cổ họng như tắc nghẹn, nước mắt chàng trào ra. Chàng quỳ xuống bên giường, cầm lấy tay gầy guộc của người con gái. Phượng Vĩ à, em à, là anh đi mà, anh là Duy Phong nè. Em có nghe gì không, Phượng Vĩ à? Đôi môi của nàng hé nụ cười héo hắt. Phượng Vĩ. Duy Phong đó. Là anh đây. Anh đi nè. Là anh đi mà. Duy Phong. Tỉnh về đi. Mắt em không còn thấy gì được nữa rồi. Phượng Vĩ à. Phượng Vĩ à. Nghe em nói đi mà. Phượng Vĩ à. Nghe em nói đi. Duy Phong chiếc mạnh tay chàng. Phượng Vĩ à. Em nghe em nói. Anh là anh đáng tội chết. Anh đáng tội chết mà. Anh đã bỏ em. Anh bỏ em, anh không có một lời từ biệt nữa. Em tha thứ cho anh nha. Tha thứ cho anh đi mà. Phượng Vĩ. Đừng khóc nữa, Duy Phong. Phượng Vĩ à. Anh đâu có tội gì. Không, là tội của anh mà. Chẳng qua gì. Em bà Phước. Không. Không dám số. Không được sống lâu trên cõi đời. Phượng Vĩ à, đừng có nói nhảm nữa mà, đừng có nói như vậy mà, nghe anh đi, tỉnh lại với em. Chuyện ngại mình sống bên nhau, không, anh đã an ủi em thật nhiều. Phượng Vĩ à, anh Phượng Vĩ, anh đã gieo trong lòng em mộng căn ấm để sống,
Tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi mà. Em nghe anh đi mà. Em rất quý mến anh Phương Vĩ. Mà sao anh lại nỡ ra đi? Bỏ em lại một mình. Không có bao giờ. Phương Vĩ à, nghe anh nói nè, nghe anh nói. Anh thương em nhiều lắm, anh thương em lắm và chẳng bao giờ, không bao giờ mà anh muốn xa em hết. Nhưng mà anh làm sao có thể nói ra được, nói được cái nỗi lòng của mình. Khi mà anh chỉ là một người lính tật nguyền tới nghèo khổ nữa kìa. Phương Vĩ rút nhẹ bàn tay ra, bàn tay gầy guộc rung rung sờ soạn trên mặt Duy Phong. Phương Vĩ à, tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi mà. Anh nghèo chết, nhưng anh đã mang đến cho em hạnh phúc về tinh thần, về những niềm vui mà tiền bạc không có thể mua được. Chính vì anh là một vệ nhân nên anh đã thông cảm mối âu lo của một cô gái bệnh hoạn như em. Anh biết mà, anh biết hết rồi. Anh đã hiểu em hơn những người lầm lẫn. Trước khi họ nhìn em bị thương hại, thì anh lại đến với em như một người đồng cảnh ngộ, đưa em thoát ra khỏi chúng tôi. Em sức khỏe lại mà, em sức khỏe lại mà. Nghe anh đi, Phương Vĩ à. Anh đã đưa em ra khỏi chúng tôi tâm của mặt cảm phụng. Phương Vĩ à, Phương Vĩ. Phương Vĩ mỏi mệt ngừng lại, dùng lại tuôn trào nơi khóe mắt. Duy Phong nấc lên. Phương Vĩ à, tỉnh lại đi em. Nước mắt chàng cũng ràn rụa. Phương Vĩ. Phương Vĩ cố gắng xua hết tạo lực nói tiếp. Còn anh đi, anh đang ở bên cạnh em. Anh cũng nghe em nói. Anh nói đi mà, đi. Nói đi, đừng có làm anh sợ. Anh được thật gì, nhưng em vẫn kính trọng anh. Phương Vĩ à, anh đã hy sinh một phần máu thịt cho quê hương. Để rồi cơn sang nhận lấy những đắng cay của quãng đời còn lại. Phương Vĩ, anh nghèo tiền nhưng giàu tình yêu tổ quốc. Không, Phương Vĩ, đừng, đừng có bỏ anh lại. Anh đã thiếu hận tôi chừng. Nhưng anh Phương Vĩ, anh đã đi sâu vào lòng dân tộc. Không, anh đừng có nói dại dột mà, Phương Vĩ, nghe anh đi. Anh biết nghe rồi, anh là một người hùng. Phương Vĩ à, Phương Vĩ, tỉnh lại đi anh, đừng có nói dại dột. Thương anh. Phương Vĩ. Nhưng rất tiếc chúng ta không. Không. Không có duyên phận. Không. Mình có duyên phận mà, nghe anh đi. Nghe anh đi mà, Phương Vĩ à. Anh ơi, nghe em nói. Duy Phong. Phương Vĩ, tỉnh lại đi em, nghe anh nói nè. Phương Vĩ à. Phương Vĩ à. Từ nay em không có được nghe. Không. Anh sẽ đàn cho em nghe mà. Không có. Anh sẽ đàn cho em nghe mà. Đừng Phương Vĩ à. Anh đàn. Ở lại với anh nữa rồi. Không. Nghe anh nói nè, Phương Vĩ à. Phương Vĩ à. Giọng nàng mỗi lúc một yếu dần. Phương Vĩ. Duy Phong ôm chầm lấy Phương Vĩ nhẹ ngào. Không, Phương Vĩ à. Không, đừng có nói dại dột mà. Em sẽ khỏi bệnh. Em phải khỏi bệnh chứ, em còn trẻ. Em sẽ sống nè. Em phải được sống như là bao nhiêu người khác. Chúng mình sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Anh hứa là anh sẽ đàn cho em nghe nè. Rồi anh sẽ thổi những bài nhạc mà em thích nhất. Phương Vĩ à. Em nhất định là phải sống với anh mà, Phương Vĩ. Phương Vĩ à, không, Phương Vĩ,
em không có thể chết được, em không có thể chết được mà. Phương ấy lắc lên, làm tay nàng cho mềm dẫn buông lên từ từ. Duy Phương gào to lên, em không có thể nào mà chết được. Những người đứng trong con giường đều hòa lên khóc, họ nhào tới lai gọi nàng. Duy Phương lão đảo biến lên như một kẻ mất hồn. Chàng trống nàng bước ra ngoài, phố đêm hoang trắng, mua bừa chơi nhẹ nhàng. Con đường kia hắt đèn vàng, gian dẫn đâu đây từ chiếc máy thu thanh, có tiếng hát rã rời, nghỉ non như lời xin cầu nguyện.